Bộ đội Bình Xuyên. Tác giả: Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang. Giọng đọc: Hải Yến. Số 14. Tranh thủ thời gian được cấp trên cho nghỉ ngơi sau thời gian làm nhiệm vụ đặc biệt, Tư Huỳnh đã tiếp xúc với những bạn bè bấy giờ đang giữ cương vị chỉ huy các cấp, từ trung đội đến trung đoàn, hiện đứng chân trên địa bàn rừng Sác. Một đêm, trong nhà riêng của Bảy Môn, Tư Huỳnh bí mật gặp một số người, phác lại toàn bộ những điều tai nghe mắt thấy về thực lực quân sự, kinh tế của Bình Xuyên ly khai. Tư Huỳnh nhận thấy phản ứng của những người này thuận lợi. Vì thế, Tư Huỳnh không ngần ngại nói rõ sự thay đổi quan điểm lập trường của mình và kể lại thái độ của Bảy Viễn cùng lời nhắn nhủ của y đối với họ. Số người này tỏ ý chấp thuận. Liền đó, Tư Huỳnh phổ biến cho họ kế hoạch đào ngũ về Sài Gòn, gồm thời gian, cung đường, phương tiện, mật khẩu liên lạc với đồn bốt, địa điểm gặp người của Bảy Viễn. Cuộc họp kín bị chiến sĩ trinh sát của cơ quan tình báo thuộc Bộ Chỉ huy Phân khu theo dõi. Toàn bộ nội dung lập tức được báo Bộ Chỉ huy Phân khu, một phương án nhằm đập tan kế hoạch của Tư Huỳnh được hình thành. Đồng thời, Bộ Chỉ huy lệnh cấm tất cả những cán bộ quân sự nếu không có nhiệm vụ không được ra khu vực sông, kể cả dọc triền sông và khu vực Tắt Ông Mai, Tắt Ông Thuộc, địa bàn tiếp giáp giữa hai xã Phước Khánh và Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Sau khi lôi kéo được một số người, Tư Huỳnh tìm cách móc nối với một số cán bộ đại đội và trung đội như Huỳnh Văn Nên, Ba Bay, Nguyễn Văn Hoe, Tám Hoe, Nguyễn Văn Sỏi, Tám Sỏi, Lê Văn Cà, Sáu Cà. Cuộc họp kín thứ hai được tổ chức tại gian nhà người vợ bé của Ba Hà, nằm trên bờ rạch Cái Đôi, mạn nam xã Phước Khánh. Kết quả đúng như Tư Huỳnh chủ tính, Ba Bay và Ba Hưng đứng ra lo tổ chức chuẩn bị phương tiện trốn về thành. Để tránh chạm trán với các đội tuần tra, chạm gác, chốt chặt ven rừng Sác, từ ấp Bầu Bông, Vũng Gấm thuộc xã Phước An tới Phước Khánh, đi bằng xuồng ghe, qua các rạch, các tắt, ra tới sông Đồng Chanh, bỏ ngã ba Đồng Chanh và lòng tàu, mặc dù đó là đoạn đường tới nhà bè ngắn nhất. Ngược lại, xuôi Đồng Chanh, rẽ vào rạch Muỗi, vượt ngã tư rạch Vọc, rạch Bàng, theo Tắt Thợ Hồ lên Phước Khánh, địa bàn tập kết lực lượng để chuẩn bị vượt sang vùng địch là ngã ba rạch Mương, con rạch đổ nước vào sông Lòng Tàu. Đây là con rạch có chiều dài độ 5 km, bắt đầu từ trung lưu rạch Ông Kèo, phía đông bắc, xuyên qua Sở Dừa, đồn điền cũ của một tư sản tên là Ban Tiêu, phía đông bắc xã Phước Khánh, tới nhập sông Lòng Tàu, hình thành ngã ba sông. Đây là nơi giao lưu mua bán giữa vùng ta và địch, dân cư tụ hội, nhịp sống tấp nập, có nhà thờ Tin Lành bên bờ sông, một địa điểm thuận lợi để vượt vào vùng địch. Tiếp theo sẽ hành động theo hai phương án, hoặc từ ngã ba rạch Mương theo dòng về hướng tây tới ngã ba Lấp Vò, tiếp điểm sông Nhà Bè và Lòng Tàu, cập đất liền Nhà Bè tiếp xúc với địch ở đồn bốt dọc liên tỉnh lộ 15 để bắt liên lạc với Bảy Viễn. Hoặc nếu gặp tình huống bất chắc bị phát hiện, bị gió thổi ngược chiều, sóng to không tiến được về hướng tây thì nhanh chóng vượt sông Lòng Tàu từ bờ bắc sang bờ nam, đổ bộ lên địa bàn do quân Pháp kiểm soát vùng rừng Sác, huyện Nhà Bè. Khi thực hiện kế hoạch chặn bắt, một số người cùng vợ con Tư Huỳnh đi thoát, riêng Tư Huỳnh và người chèo ghe bị đuổi giáo giết nên xa lưới. Chiều hôm đó, nhóm Ba Bay đang chuẩn bị xuất phát thì nhận được tin cấp báo việc Tư Huỳnh bị bắt.
số người còn lại bị truy đuổi. Nhận định việc đã lộ, mọi ngả đường đã bị chặn, họ quyết định nán lại chờ đêm xuống. Dựa theo tin báo của đồng bào, một phương án vây bắt được hình thành. Phối hợp với lực lượng công an, dân quân du kích, xã Phước Khánh, các chiến sĩ trung đội 1 đại đội đặc biệt của phân khu nhanh chóng bao vây bắt gọn Toán bỏ trốn. Tất cả được đưa về bộ chỉ huy phân khu 2 Duyên Hải nhằm giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao cảnh giác, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn mua chuộc của kẻ thù. Bộ Tư lệnh khu 7 chỉ đạo phân khu ủy và bộ chỉ huy phân khu 2 Duyên Hải mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án do Tư Huỳnh chủ mưu và đồng phạm. Đầu tháng 3 năm 1949, tại hội trường của Trung đoàn 309 nằm trên bãi sông cạnh cầu Vũng Gấm, ấp Vũng Gấm, xã Phước An, phiên tòa chính thức khai mạc. Đại diện chính quyền Đoàn thể Cứu quốc tỉnh Biên Hòa, tỉnh Bà Rịa, huyện Long Thành, xã Phước An và các trung đoàn 306, 309, 310 cùng đông đảo nhân dân vùng giải phóng được mời đến dự. Ngoài ra, các cán bộ quân chính từ cấp đại đội trở lên của lực lượng võ trang thuộc phân khu 2 Duyên Hải cũng có mặt tại phiên tòa. Ngồi ghế chủ tọa là Nguyễn Đức Huy, Dương Văn Hà ngồi ghế công tố viên, Đặng Văn Thìn ngồi ghế hội thẩm, luật sư Đỗ Tân ngồi ghế biện hộ, Lê Văn Phẩm là chánh thư ký. Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Huỳnh, Ba Bay, Tám Hoe, Tám Sỏi, Ba Hà, Sáu Cà và bốn người chèo ghe, nguyên là chiến sĩ. Phiên tòa được tiến hành nghiêm túc, đúng thể thức. Trước vành móng ngựa, Tư Huỳnh, Ba Bay thú nhận tội lỗi của mình. Căn cứ vào tang chứng và lời khai bị cáo, xét mức độ phạm tội và hậu quả do hành động phạm tội gây ra, tòa tuyên án Nguyễn Văn Huỳnh tử hình, Huỳnh Văn Nên tức Ba Bay 2 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoe, Nguyễn Văn Sỏi, Lê Văn Cà, Trần Văn Hà mỗi người 2 năm tù hưởng án treo và 2 năm thử thách. 4 can phạm chèo ghe miễn tố, 1 cho giải ngũ. Tiếp đó tòa quy định các tội phạm được kháng án lên một tòa quân sự cấp trên, thời gian 20 ngày kể từ ngày tuyên án. Hết thời gian quy định kháng án, bản án phải được thi hành. Đoàn Văn Ngọc, đại đội trưởng đại đội vệ binh, trực thuộc Bộ Chỉ huy Phân khu 2 Duyên Hải, có trách nhiệm tổ chức thi hành án. Một ngày cuối tháng 3 năm 1949, bản án tử hình đối với Nguyễn Văn Huỳnh được tiến hành tại ngã ba Hàng Điều, một địa điểm nằm ở km 16 trên liên tỉnh lộ 19, thuộc địa phận ấp Bầu Bông. Toàn bộ diễn biến của vụ án Tư Huỳnh chứng tỏ công tác địch ngụy vận tiến hành trong hàng ngũ Bình Xuyên Ly Khai buổi ấy rất khó khăn, phức tạp và nguy hiểm. Để xảy ra vụ án Tư Huỳnh là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, việc lập tòa án quân sự đặc biệt xét xử công khai Tư Huỳnh và đồng phạm có tác dụng tốt. Nó kịp thời cảnh tỉnh những ai còn lẫn lộn mơ hồ về lập trường giai cấp, còn mơ hồ giữa địch và ta, ảo tưởng về bản chất của Bảy Viễn và Bình Xuyên Ly Khai. Qua đó, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại âm mưu hoạt động của địch nhằm phá hoại hàng ngũ kháng chiến của ta. Đoạn kết: sông về biển lớn. Cuộc thanh trừng ở rừng Sác làm lành mạnh hóa ban chỉ huy các chi đội 9, 21, 25 là những đơn vị vốn trước đó bị bọn phòng nhì Pháp và tay sai phản động lũng đoạn phá hoại, đồng thời qua đó làm lành dần vết thương từng dỉ máu trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ ở khắp 7 chi đội 2, 3, 4, 7, 9, 21, 25. Từ giữa đến cuối năm 1948, chiến trường miền Đông Nam Bộ đang trong quá trình điều chỉnh lớn,
về sắp xếp bố trí lực lượng, xây dựng các trung đoàn bộ đội địa phương theo yêu cầu chung của cuộc kháng chiến. Bộ đội Bình Xuyên chia tỏa ra, sáp nhập lại hoặc bổ sung vào các đơn vị bạn để xây dựng các trung đoàn 300, 301, 302. Sau là 309 và 397, 304, 306, 307. Sau là 397, 308, 310, 311, 312. Lực lượng biệt động Sài Gòn, rồi thành bộ đội Sài Gòn, tỉnh đội bộ các tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, huyện đội bộ các huyện Nhà Bè, Cần Giuộc, Cần Đước, Long Thành, Vũng Tàu, các cơ quan thuộc khu bộ khu 7 như phòng tham mưu, phòng chính trị, phòng dân quân, phòng cung cấp. Dương Văn Hà về giữ chức phó tư lệnh khu 7. Nhiều cán bộ khác của bộ đội Bình Xuyên tùy theo năng lực, phẩm chất và theo yêu cầu chung được giao trọng trách ở nhiều đơn vị võ trang và cơ quan kháng chiến địa phương. Buổi chia tay, kẻ ở người đi bịn rịn và gấp gáp, hành trang của mỗi người chịu nặng, kỷ niệm một đoạn đường chiến đấu buồn vui lẫn lộn, có vấp váp trả giá, có thắng lợi vinh quang. Giờ đây, bộ đội Bình Xuyên đã hòa vào mạng lưới rộng lớn lực lượng võ trang Nam Bộ, vào điệp trùng quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân. Trên thực tế, không còn tổ chức đơn vị bộ đội Bình Xuyên riêng rẽ. Ngày tháng đi nhanh, thời gian và cuộc chiến đấu đầy gian khổ phức tạp lưu khắc vào cuộc đời mỗi người những khúc điệu không đồng thanh, những mảng màu không đồng sắc. Nhưng dẫu vậy, kỷ niệm của một thời chiến đấu và công tác từng chia ngọt sẻ bùi trong đội hình bộ đội Bình Xuyên vẫn mãi mãi là hằng số trong nỗi nhớ thẳm sâu của mỗi cán bộ chiến sĩ ra đi từ bộ đội Bình Xuyên ngày ấy. Đấy là niềm tự hào, niềm tin xen cả nỗi cay đắng ngậm ngùi, vì đã có một thời danh xưng lực lượng Bình Xuyên từng bị hiểu là lực lượng bảy viễn, từng bị sai lệch trong nhận cảm của không ít người, cả trước đây và cho đến tận gần đây. Trên khắp chiến trường Nam Bộ, trong suốt những năm còn lại của cuộc trường kỳ kháng chiến, rồi đến 21 năm chống Mỹ, hầu hết cán bộ chiến sĩ một thời mang danh bộ đội Bình Xuyên vẫn một lòng trung trinh với Đảng, chiến đấu kiên cường. Không thể kể hết hàng ngàn trong số họ, từ trong lò lửa cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm đã trở thành những cán bộ trung cấp, cao cấp, những vị tướng, những người nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong khắp các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự của đất nước. Ngay cả những người theo bảy viễn về đầu hàng giặc hoặc vì nhiều lẽ bị kẹt lại với y vẫn nặng nghĩa đồng bào đồng chí. Đó là bảy môn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ khác, họ đã trở lại hàng ngũ kháng chiến trong những năm đầu đánh Mỹ và trở thành một trong những đơn vị võ trang cách mạng được xây dựng đầu tiên thời kỳ sau Hiệp định Geneva tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Một trong những lực lượng làm nên chiến thắng Trại Be, Dầu Tiếng, Tua Hai. Họ như những kinh rạch chảy dẫu quanh co, đứt nối trong lưu vực cuộc chiến tranh ở Nam Bộ. Cuối cùng vẫn hội nhập về dòng sông cách mạng, về biển lớn nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có một hành trình lịch sử cùng bộ đội Bình Xuyên từ những ngày đầu tiên cho đến ngày kết thúc. Những khái niệm bộ đội Bình Xuyên, Liên quân Bình Xuyên và Bình Xuyên ly khai cũng lần đầu tiên được hé mở. Trong chúng ta hẳn không ít người
có những hiểu mơ màng, nếu không nói là nhầm lẫn, về bộ đội Bình Xuyên, về Bảy Viễn, và càng biết ít hơn về một nhân vật lịch sử, người sáng lập ra bộ đội Bình Xuyên tên tuổi trong những ngày đầu tiên chống lại cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, Dương Văn Dương. Câu chuyện về các lực lượng võ trang thời kỳ này đặc biệt nổi lên hai nhân vật có thật mà như được xây dựng theo tuyến nhân vật điển hình của văn chương. Đó là Dương Văn Dương, thiếu tướng khu bộ phó khu 7, vốn là một anh chị giang hồ, và Bảy Viễn cũng từng được phong chức vụ trên. Nếu Dương Văn Dương tận tụy xây dựng lực lượng vượt khó khăn, kháng chiến chống Pháp ngay từ những ngày đầu tiên, vì giác ngộ lý tưởng cách mạng, mang thân mình để bảo vệ nền độc lập non trẻ mà dân tộc mới đòi được, thì Bảy Viễn là kẻ háo danh, hám lợi, mặc áo kháng chiến để kiếm lợi cho bản thân. Vì lợi đã tự nguyện thành tay sai cho Pháp, tự biến thành kẻ thù của kháng chiến, của nhân dân, cháo trở, phản bội. Bộ đội Bình Xuyên là một nghiên cứu khoa học lịch sử, là pho từ điển giải mã những bí ẩn về lực lượng võ trang Bình Xuyên, con người, hoàn cảnh, chiến đấu, hy sinh. Một cuộc đấu tranh của những hào hán giang hồ Nam Bộ, khu vực phụ cận Sài Gòn trước gian nguy của Tổ quốc. Ai anh hùng hảo hán, ai dám vì nước quên thân, ai yên hùng ngụy quân tử, sẵn sàng vì lợi quay lưng lại với anh em chiến hữu, bán nước vì tiền. Như lửa thử vàng, chỉ có những người thực sự yêu nước mới vượt qua được mọi cam go gian khổ, mới dám chiến đấu, dám hy sinh, không tiền bạc nào mua chuộc được. Dương Văn Dương và bộ đội của ông, những người con của rừng sát, bộ đội Bình Xuyên, là những người như vậy. Bộ đội Bình Xuyên không chỉ cung cấp những tư liệu về sự ra đời, trưởng thành và cuộc chiến đấu của bộ đội Bình Xuyên, qua đó chúng ta còn có cái nhìn rộng hơn về một thời kỳ lịch sử của đồng bào Nam Bộ, tình hình chung của cách mạng ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến 9 năm. Biết rõ hơn về miền Nam đi trước về sau, hiểu rõ hơn về một Nam Bộ thành đồng Tổ quốc. Và tin tưởng rằng mỗi khi vận nước lâm nguy thì nhân dân Việt Nam sẽ triệu người như một, không phân biệt giai tầng, tuổi tác, sẽ sát cánh bên nhau, dù hy sinh cũng sẽ bảo vệ bằng được đất nước mình. Kẻ thù dù mạnh đến đâu nhưng chỉ có thể chiến thắng được một đội quân, không thể chiến thắng được một dân tộc. Đó là chân lý. Cùng với Win Win Việt Nam, chúng tôi tin rằng khán giả sẽ rất biết ơn nhóm tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang về những đóng góp gìn giữ lịch sử của các ông qua tác phẩm này. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, xin được kính chúc sức khỏe các tác giả, chúc đại gia đình Việt Nam ta một năm mới an khang thịnh vượng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.